Thầy trong tấm áo nâu xong
mà lòng thương hơn đại dương. Thấy ngôn ngữ thế gian này đồng bản tiếng A-di-đà, làm tan biến tâm mê lạ. A-di-đà Phật. Nghe quý vị hát thấy trong lòng cũng phấn khởi. Tôi ngồi chúng đi. Lát nữa giảng xong rồi thầy hát quý vị nghe. Ngày nhỏ thầy cũng văn nghệ lắm. Thưa quý vị, thì cái nhân duyên, đây là một cái nhân duyên rất đặc biệt. Thầy trụ trì ở đây á, là đệ tử của Hòa Thượng Minh Nghĩa. Hòa Thượng Minh Nghĩa là em thầy. Thầy ở đây gọi thầy bằng sư bác, bởi vì thầy Minh Nghĩa là sư đệ, thầy lớn, thầy Minh Nghĩa là nhỏ. À, thầy mình nghe có đệ tử thì mới gọi thầy bằng sư bác. Bữa nay sư bác đến sư chú em. Có cái nhân duyên đó đặc biệt đó. Thế thì thầy có nhiều cái đề tài giảng lắm, nhưng biết chọn cái đề nào. Hồi sáng nay có quý vị yêu cầu thầy nói về tâm linh. Thầy kể lúc đó thầy 15 tuổi thì đang học ở Phật học đường Lưỡng Xuyên ở Trà Vinh, thì sư cụ Huệ Quang ở trên Sa Đéc xuống chẩn tế, thì trường mới thành lập, thì chùa thì chùa cổ, thì ban giám hiệu của nhà trường cũng muốn cho chùa nó được yên ổn để thanh tịnh cho tăng sinh họ học thời gian đó 2 năm. Thì sư cụ từ ở trên Sa Đéc xuống với Trà Vinh thì xe của bà hội đồng đi rước sư cụ. Hồi xưa là khó lắm, không phải như xe cụ bây giờ đâu. Thì trước khi sư cụ đi đó, thì sư cụ bỏ quên cái số chìa khóa ở ngoài nhà tắm. Mà chùa thì có cái tủ sắt, chùa ruộng nhiều lắm. Thế thì cụ xuống dưới Lưỡng Xuyên, cụ chẩn tế mà cụ ngồi cụ bắt ấn mà cụ quán lên chìa khóa không. Thì bỏ quên chìa khóa đó, quán lên chìa khóa rồi. Sau cái đàn tràng chẩn tế rồi thì cụ về chùa, thì cụ mới nói sao mà con nít ở đâu nó nhiều quá, nó tới nó nói cụ ơi, cụ cho con ăn chìa khóa không à. Cụ mới nhớ lại mình quán cái gì ra cái đó. Mà mình mất cái sâu chìa khóa thì mình ngồi gia trì bắt ấn mà nhớ chìa khóa không, thì bây giờ cô hồn nó về nó nhắc là cụ cho tụi con ăn chìa khóa không. Cho nên cụ mới viết cái thơ, cụ mới gửi xuống trường Phật học Lưỡng Xuyên đó, để mời mấy tăng sinh về chùa của Hòa Thượng sư cụ để dọn dẹp lập cái đàn tràng, sư cụ chẩn tế lại. Chứ cụ mới nói đó, tao đó chứ gặp mà ai mà không có đầy đủ phước đức là nó bẻ họng nữa chứ không vừa đâu. Như vậy là quý vị thấy có vấn đề tâm linh. Mà một bậc sư cụ đạo cao đức trọng xuống với Lưỡng Xuyên đã chẩn tế mà bỏ quên cái sâu chìa khóa không, mà nó về nó đòi. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai đó là sau năm 64 thầy về Sài Gòn tranh đấu, năm mà Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo đó, thì sau đó mới về Huệ Nghiêm
tức là chùa Huệ Nghiêm là chỗ bến xe miền Tây bây giờ đó. Học ở đó rồi 4 năm. Thì bây giờ thầy với thầy Chân Thanh tịch rồi đó, là làm hương đăng. Mà đi sáng thì đi ra ngoài trường Bồ Đề ở cầu Ông Lãnh nó học. À, chiều về chùa mới học kinh luật, mà sáng đi đi học chữ. Lúc đó còn học trung học mà. Mà quý vị biết cái mùa mưa mà có một cái áo thôi, về thì lo giặt rồi hai anh em mới bỏ than cho cái bàn ủi đó ủi cho nó khô đoạn sáng đi học. Thì không có cúng cháo cho cô hồn. Thường thường tức là chùa phải chiều có cái chén cháo gạo muối thí cô hồn, mà lo giặt cái áo lo ủi rồi không có lo cúng cháo. Thì hòa thượng tri sự đó, hòa thượng mới thấy con nít ở đâu mà nó ở đằng trước khách cô ngài đó, nó xin đồ ăn. Sư cụ ơi con đói quá, sư trụ có gì cho con ăn. Thì hòa thượng tri sự và nói con cái của ai đâu giờ này không có cơm ăn mà vô trong chùa xin luôn. À, nhưng mà cụ bước cửa cụ ra thì cụ không thấy ai hết, nhưng mà cụ ngồi ở trong nằm ở trong cái ghế bố ở trong thất á, thì cụ nghe ở ngoài là con nít nó gọi nó xin đồ ăn. À, tới chừng ngày mở cửa ra nhận thấy ai hết, ngày mới kêu thầy với thầy Chân Thanh hai vị làm hương đăng đó có cúng cháo cô hồn không. Đâu có cúng đâu, làm thinh không có. Nó bạch thầy tụi con đi học về ướt ác hết, lo giặt cái áo ủi rồi sáng đi học rồi quên. Nó về nó kêu tao đó, không cúng nó kêu tao rồi. Như vậy là lúc còn nhỏ thì ở dưới Lưỡng Xuyên nó xảy ra một cái việc đó, lên Huệ Nghiêm học thì xảy ra cái chuyện đó. Cho nên lúc còn nhỏ mà thầy cũng có một cái sự nhận thức về mặt tâm linh. Cho nên người đời người ta có một hai cái suy nghĩ thế này. Cái suy nghĩ thứ nhất á, là chết rồi là hết, không có nhân quả, không có báo ứng, không có đời sau, cát bụi trở về với cát bụi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó thì người ta tin rằng người chết rồi còn cái linh hồn, mà cái con người đó dù làm ác, dù có tu hành đạo cao đức trọng gì, nhưng mà chết rồi là linh hồn là vẫn là con người bình thường, không có thay đổi. Tức là hai cái suy nghĩ đó là trái với nhân quả. Bởi vì đạo Phật đó là nhân nào quả nấy. Thì cái người đó làm lành làm thiện với cái người làm ác thì hai cái nhân này nó khác nhau. Như vậy là trồng dưa thì hái dưa, mà trồng đậu thì hái đậu. Nhân lành thì quả tốt, nhân ác thì quả xấu, chứ không thể đồng quả giữa cái thiện với cái ác được. Như vậy cái người đó họ tu nhân tích đức, và cái người họ làm ác cùng hung cực ác, chết rồi là hết. Như vậy là trái với nhân quả. Là cái vì nó trái với nhân quả không phải là Phật pháp. Cái thứ hai đó là cái người đó họ làm ác chết rồi họ cũng là con người, cái người đó tu hành suốt đời chết rồi cũng là con người, người ta làm chùa làm gì, đào tạo giảng sư để làm gì, khuyên người làm lành lánh dữ để làm gì. Như vậy là người ta vô tình đồng ác giữa cái thiện với cái ác bằng nhau, nó trái về nhân quả. Cái điều quý vị thì cái luật pháp của thế gian, dù quốc gia nào ở đâu cũng có cái luật pháp để mà trị dân. Thì cái bộ phận họ làm luật thì họ căn cứ vào luật nhân quả, họ làm luật là ai có tội trừng trị tùy theo nặng nhẹ, ai có công thì thưởng phạt thì thưởng, mà ai có tội thì phạt. Như vậy là người ta làm luật, người ta phải căn cứ vào nhân quả.
chứ không thể trái với nhân quả được. Vậy cho nên chúng ta là người học Phật, người tu Phật thì phải tin tuyệt đối nhân quả. Vì Đức Phật dạy rằng người ta không tin một tôn giáo nào, Chúa cũng không và Phật cũng không, một tôn giáo nào hết, nhưng người ta không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo, vì nó là một quy luật khách quan tự nhiên. Hãy gây nhân ác thì gặt cái quả ác, mà gây cái nhân thiện thì gặt cái quả thiện. Nó là cái quy luật tự nhiên, khách quan, nó không phải là tôn giáo. Đức Phật là người khám phá, ngày khám phá, giống như các nhà vật lý học, khoa học thì ngày khám phá, vì nó là cái quy luật tự nhiên nó có sẵn ở trong vũ trụ này. Ngày khám phá ra, ngày chỉ dạy cho mình nhân quả. Thầy kể cái chuyện đó liên quan đến cái chuyện niệm niệm Phật. Cái chú này là ở Vĩnh Long, huyện Long Hồ. Chú có gia đình, mà nhà cha mẹ chú, bố thì chết sớm, mẹ thì nghèo. Cho nên khi lấy vợ đó thì ở quê bà ngoại vợ, chứ không ở nhà mẹ chú. Cái nghề của chú làm ăn là lái xe đi chở trái cây từ Vĩnh Long ra ngoài cửa khẩu Tân Thanh ở ngoài Việt Nam bán cho Trung Quốc. Thì một chuyến xe như vậy thì đi cũng khoảng 10 ngày. Nếu mùa mưa thì trễ hơn cũng khoảng 14-15 ngày, thường xuyên vắng nhà. Thì vợ chú ở nhà với người cậu ruột, tức là em của bà ngoại đó, tức là tư tình với nhau rồi người vợ đó mang bầu. Thì bây giờ bà ngoại vợ chú giết cậu vợ của chú, âm mưu. Nếu cái chuyện này đổ bể ra thì xấu hổ lắm. Cậu cháu mà ở thì ở nhà bà ngoại vợ. Cho nên họ mới âm mưu, họ giết chú bằng cách là gia đình bà ngoại vợ có cái đám giỗ, rồi người ta mới gài cho chú uống rượu cho thiệt say. Thanh niên mà ép nó uống nó say xong, họ khiêng vô trong phòng họ để đó, khách khứa về hết tối lại rồi, người thì bóp cổ, người thì đè tay đè chân, chú chết đi. Khi mà chú chết rồi đó thì mới cho mẹ ruột chú hai, bà chị ruột chú thì ở Phú Lâm, cho nên hai người này đến. Thì bà ngoại vợ chú mới ôm mẹ ruột chú khóc, họ đóng kịch nè, tha thiết lắm. Nó bị phong xù rồi cạo gió, mấy cần cổ nó có bầm rồi cạo gió rồi nó chết. Cái người vợ đó thì giữ người chị ruột của chú khóc, hai ba bốn người ráp nhau khóc. Thì ai cũng nghĩ rằng cái chuyện đó cái chuyện xui xẻo, nó còn trẻ mà nó bị phong xù rồi gia đình ráp cạo gió rồi nó chết, người ta không nghĩ đến cái chuyện khác. Xong rồi thì chôn cất, thì chôn chú xong rồi họ xuống với tri tôn, họ mới mướn mấy cái ông thầy miên đó lên ếm. Bởi vì họ làm cái việc đó nó thất đức, làm cái việc tàn ác, có một cái âm mưu đen tối, cho nên họ sợ cái người đó, họ về họ báo quan. Bởi vì làm cái việc gì mà nó trái cái lương tâm của mình là mình không có ăn được. Thế thì mấy người miền đó họ lên họ ếm. Thì sau khi mà vợ chú sanh cái đứa con đó lên tới được mười mấy tuổi rồi. Mười mấy tuổi. Thì chú mấy hôm chú nói chú thấy tối hết, chú không thấy ánh sáng là gì hết. Chung quanh chú là một cảnh đen tối mờ mịt, chú không thấy đâu là đâu hết. Thì bỗng nhiên hôm nào chú nghe có tiếng niệm Phật xa lắm, Nam Mô A Di Đà Phật,
chú mừng quá. Chú nghĩ rằng là bây giờ có ai đó họ gần mình nghe cái tiếng niệm Phật mà họ nhỏ lớn rồi chú chưa biết niệm Phật là gì, chú niệm theo. Bây giờ chú nghĩ rằng có cái người gần chú đó, nhưng mà cái tiếng thì xa nên chú niệm theo. Thì khi chú niệm theo cái tiếng niệm Phật đó thì cái tiếng niệm Phật đó gần lại một chút mà hai người niệm. Chú thấy như vậy là kết quả chú tiếp tục chú niệm thì cái tiếng niệm Phật đó gần lại một chút nữa, bốn người niệm. Để chú niệm tiếp tục nữa cái tiếng niệm Phật đó gần một chút nữa thì 9-10 người niệm. Chú tiếp tục chú niệm thì nhiều người niệm là chú thấy sáng. Bây giờ cái tiếng niệm Phật nó gần thì chú thấy là ánh sáng hoàn toàn, nó không còn tối như trước đây nữa. Chú về chú mới nhập vô một cái bà già ở gần nhà mẹ ruột chú. Cái bà này là ăn chay trường, tuổi lớn hơn mẹ chú mấy tuổi. Nhập cái bà già đó thì chú mới dẫn cái bà già chú nhập đó về đến nhà bà ngoại vợ, thì chú thấy cái đứa con của chú, vợ chú mang bầu đó, đẻ ra đó, là nó giống cậu vợ chú như đúc. Chú giận quá. Trong tâm của chú là chú sẽ dẫn cái người đàn bà này ra ngoài đường cái chú xe, xô vô xe nó cán chết. Trong tâm chú nghĩ như vậy. Chú cho là cái người đàn bà nó lăng loàn, mất nết, đáng chết. Nhưng chú suy nghĩ, như vậy mình mới niệm Phật, mình biết niệm Phật, mà sao giờ mình xô người đó vô xe cán chết, làm như vậy là bất nhân bất nghĩa. Rồi chú dừng lại, chú dừng lại cái tư tưởng đó, chú dừng lại. Sau đó chú mới bắt xe chú lên Sài Gòn, ghé cái nhà bà chị ruột ở Phú Lâm. Chú kể hết tất cả mọi việc cái chết của chú cho bà chị nghe. Chú mới nói, bây giờ chị cho người về Vĩnh Long rước mẹ lên, rước mẹ lên. Cái người chị mới sai cái đứa con gái lớn đó, bao xe về với Vĩnh Long rước bà mẹ lên. Thì bây giờ đó là bà mẹ có mặt nhà của người chị, và cái bà già mà chú nhập vô đó là ba người. Chú mới nói, bao xe ra Vũng Tàu. Bà chị hỏi ra Vũng Tàu làm gì? Con gặp sư phụ con, con kể chuyện nào cho sư phụ nghe. Rồi bà chị mới bao chiếc xe taxi 4 chỗ từ Phú Lâm ra chùa Hội Phước gặp thầy. Chú mới kể lý do sao chú chết. Chú chết rồi người ta ếm đối chú làm sao. Rồi chú nghe cái niệm niệm Phật đó là sáng lên chú về nhà, chú nhập vô cái xác cái bà là bà già này. Chú lên Sài Gòn, chú diễn tả từng giai đoạn vậy. Cái thầy mới nói thôi được, như vậy là thầy trò mình có duyên. Chú thì ở Vĩnh Long mà chú chết này là mười mấy năm, bởi vì cái quan ức của chú, cái âm mưu của gia đình bà ngoại vợ chú, bây giờ chú biết niệm Phật mà chú gặp thầy, bây giờ thầy trò chú có cái yêu cầu gì thầy giúp đỡ. Chú mới nói, sư phụ quy y cho con làm đệ tử sư phụ. Nó được, làm thầy thì khó, cho đệ tử thì dễ. Thôi lên chánh điện đi. Mấy bà con nó lên chánh điện, thầy y áo, thầy lên thầy niệm hương, xong thầy truyền ba pháp tam quy, thầy đặt pháp danh là Minh Trí. Rồi xuống lại thầy ba lại, sư phụ ơi, nhà cái xác này, cái bà mà chú nhập đó nghèo lắm. Chú đã giấu rồi, nhà mà trời nắng mà thấy mặt trời nó lỗ rồi nhà. Sư phụ nói chị con cho tiền cho cái xác cái bà mà chú nhập đó sửa cái nhà lại, cho nhà nó nghèo lắm. Thầy mới hỏi mẹ ruột của chú có đúng như vậy không, cái bà già này ở dưới quê nghèo đúng không?
Mẹ chú mới nói ở cách nhà con khoảng 500 mét mà nghèo lắm, ở có một mình à, nhà đó nó lủng lỗ rồi trời mưa nó dột hết, chú xin tiền của chị chú đó cho bà già đó sửa cái nhà. Rồi bà chị hứa là cho tiền cho bà già đó sửa nhà, rồi xong rồi mấy thì bà con họ về. Đúng một năm sau, câu chuyện đúng một năm, thì hôm đó chùa thầy có cái lễ cầu siêu nữa, thầy lên chánh điện thì khai kinh, thì tụng kinh. Thì khi xuống đó thấy mấy người này họ ngồi đắp ló ở dưới nhà giảng đó, thầy dồn thì thấy cũng mấy người này, tức là mẹ ruột chú, cái bà già đó là chị ruột chú với con gái của chị ruột chú, bốn người ngồi đây. Thầy hỏi có chuyện gì? Minh Trí mới nói sư phụ ơi, có một chuyện rắc rối lắm, bây giờ nhờ sư phụ giải quyết giùm. Tôi hỏi chuyện gì? Chú mới kể rằng con nói trước đây một năm, cái thằng con đó không phải là con của con, không phải giọt máu của con, mà nó lấy cậu vợ nó đẻ. Thì con đã nói rồi, vậy mà năm nay đó là ngày mai chị con đi dự cái tiệc liên quan, cái thằng đó cái công ty của nó đó, của Nhật Bổn, cho nó đi Nhật Bổn học 6 tháng nâng tay nghề, chị con đi dự cái lễ đó. Sư phụ thấy rằng như vậy có đúng không? Nó không phải là con của con mà dính líu gì dòng họ này mà chị con phải đi dự cái liên quan đó. Minh Trí nói vậy nè. Thì bà chị bà nói thì chuyện thế gian nó đẻ nó khai là dòng họ của mình, thì bây giờ con là cô ruột của nó, là nó khai dòng họ của mình, thì mình đi dự cái lễ đó bình thường. Vậy mà nó không chịu, Minh Trí nó không chịu. Thầy mới nói năm ngoái cũng tại chùa này, Minh Trí nói rằng cái đứa con đó là nó lấy cậu ruột của nó chứ không phải là giọt máu của Minh Trí. Thì tại sao năm nay đó thì có cái chuyện là đi dự cái tiệc liên quan nó làm gì? Minh Trí nó không cho. Thầy mẹ hỏi thôi thì bây giờ theo ý của con đó, Minh Trí đó, cái việc này con xử lý làm sao chứ sư phụ đi, cái chuyện thế gian sư phụ không có thích xen vô cái chuyện đó. Cái chuyện Phật Pháp, cái chuyện như chuyện của gia đình con thì con tự giải quyết được, chứ mắc gì mà đòi hỏi sư phụ. Minh Trí mới nói đâu có chuyện gì, bây giờ chị gọi điện thoại cho cái thằng nhỏ đó, cái thằng mà mai nó mời đi dự liên quan này, nó đi Nhật Bổn đó, nói rằng bà nội là đau nặng đi cấp cứu, cô không có dự được, cứ nói vậy đi. Thì thôi thì gia đình con xử lý đi, mắc gì sư phụ mình phải kéo xuống đây nói chuyện này đi. Thế thì ngồi tại chùa thầy, bà chị bà mới mở điện thoại, bà gọi cho cái thằng mà mời cái tiệc liên quan đó, nói theo ý của Minh Trí là bà nội đau nặng, đưa bà đi cấp cứu, cô không thể đến dự tiệc liên quan của cháu được, mong cháu thông cảm. Rồi thôi ra xe về. Vậy đó. Thì như vậy quý vị thấy, chết rồi còn hay mất? Còn đâu, chứ đâu mất đâu. Như vậy từ lúc mà câu chuyện đó cho đến bây giờ là 20 năm. Cái thằng con của vợ chú Minh Trí đó bây giờ là 20 tuổi, làm cái công ty của Nhật. Rồi Nhật nó mới cử cái người đi để học nâng tay nghề. Thằng nhỏ được đi 6 tháng, mời bà cô nó dự tiệc mà Minh Trí không chọn. Nhưng mà cái đặc biệt là Minh Trí không có giận hờn gì hết, không có sân si gì hết, chỉ mong muốn rằng là không có dính líu gì cái chuyện đó, không phải là dòng họ của mình thì không nên giữ, có vậy thôi. Để Minh Trí không có giận hờn, bởi vì lúc đầu Minh Trí nghĩ rằng vợ của Minh Trí là người đàn bà lăng loàn, mất nết, tính dẫn ra ngoài lộ, xô cho xe cán chết,
Nhưng mà mình trí nghĩ rằng mình biết niệm Phật, mình mới niệm Phật, mình làm cái chuyện ác đó không nên, là dừng cái tư tưởng đó lại được. Như vậy cái đó là cái việc tốt. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là ở nhà bè. Cái gia đình này có bốn người con gái. Mà bà bán một cái phần đất cho Đài Loan, bà chia cho bốn cô gái đó số tiền bằng nhau, tức là mỗi người là 50.000 đô, tiền Việt Nam là 1 tỷ. Thì bà chị thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là mỗi người là cái tiền bằng nhau. Thế thì cái người con gái thứ tư đó là một sư cô đi tu hồi 16 tuổi, năm rồi đó là 69 tuổi. Thì sư cô mới thưa với nhà chùa: con tuổi lớn rồi mà thường hay đau bệnh, cho nên ở trong chúng nó không có chấp tác, không có làm việc trong chúng được. Thì sư phụ cho con xuất chúng, con về mẹ con có cho một số tiền, con cắt một cái thất, con tự tu. Thì sư cô nghĩ như vậy cũng hợp lý, bởi vì mình không có quyền tiền Phật tử, mà tiền của cha mẹ mình cho mình, bây giờ mình trước ra một số, mình cắt một cái tỉnh thất, mình ở mình tu như vậy là cũng hợp lý. Sư cô bỏ ra 300 triệu Việt Nam cắt một cái nhà cấp 4 để làm cái tỉnh thất. Sư cô về đó để tu dưỡng. Thì bây giờ cái người em thứ 5, em Út đó, nói: chị ơi, còn lại cái số tiền mà chị bỏ trong nhà băng thì tiền lãi không có bao nhiêu, ít lắm, và chị đưa cho em đi kinh doanh, rồi hàng tháng đó em trả tiền lời cho chị, thì chị lấy cái tiền lời đó chị sinh sống. Chị em mà, cho nên sư cô mới giao còn lại 700 triệu đó giao cho đứa em Út mà không có giấy tờ gì hết. Cái chị em mà. Thì sư cô ở đó, cái tỉnh thất đó được mấy tháng rồi sư cô phát bệnh, cho nên bà chị thứ hai mới đưa vô bệnh viện. Thì ở bệnh viện cũng được mấy tháng, thì bác sĩ mới nói: lớn tuổi rồi mà bệnh tình, thì bác sĩ thì được bó tay. Cô về đi muốn ăn uống cái gì đó để cho ăn, để lo hậu sự, chứ còn ở đây tốn tiền cũng vô ích. Thì bà chị mới đưa sư cô đó về. Thì ở có một mình, cơm nước rồi giặt giũ rồi tất cả mọi việc thì không có ai hết, cũng khó khăn. Bà chị mới nói: thôi bây giờ chị rước về nhà chị cho nó tiện, chứ bây giờ ở đây một mình mà đi tới đi lui đâu bất tiện. Thì trước khi mà rời khỏi cái tỉnh thất đi về nhà của bà chị thứ hai đó, thì sư cô kêu cái người em Út mới hỏi cái số tiền rồi trước chị đưa cho em, bây giờ em hoàn lại cho chị. Người em Út mới nói: chị đưa cho ai chứ đâu đưa cho em, em đâu có biết. Thì thôi bây giờ nó giấy tờ đâu nó. Mà trong lúc đưa nó thì hai chị em thôi, còn hai người khác thì không có mặt. Bây giờ con em Út nó nói: chị đưa cho ai chứ đưa cho em đâu, em không biết. Thì thôi, rồi bà chị mới rước sư cô đó về nhà bà chị thứ hai đó nuôi dưỡng một thời gian. Khi sư cô đó chết thì lục cái hồ sơ đó, thì sư cô đó hiến xác cho y tế. Cho nên bà chị đó mới bóc điện thoại, bà gọi y tế của thành phố, họ cho xe xuống chở cái xác sư cô, làm cái bàn thờ bên cái bàn Phật đó. Nhà của bà chị thứ hai đó, cái bàn Phật đó, làm cái bàn nhỏ nhỏ vậy đó, thờ sư cô đó. Xong một cuộc đời. Nhưng có một cái điểm đặc biệt là khi mà cái người em họ trả lời với sư cô đó: chị đưa tiền cho ai chứ không có đưa cho em không có biết. Sư cô mới nói thế này: em đừng nói như vậy,
lời nói của em sống để bụng chết đem theo. Cái câu nói đó quan trọng lắm. Cho nên mình thường dẫn ai mình nói là sống để bụng chết đem theo. Rồi cái xác của sư cô thì y tế chở, cũng không làm đám ma, nằm chôn cất gì hết, mà làm cái bàn thờ đó, thờ ở nhà bà chị thứ hai thôi. Thì bây giờ đó, ban đêm đó, là trong nhà có bà chị thứ hai đó, 5 người thấy sư cô đó hết. Lúc thì thấy ở nhà tắm, lúc thì thấy ở nhà bếp, lúc thì thấy ở cầu thang, lúc thì thấy ở trên lầu, cái là 5 người thấy hết. Sợ quá, không siêu, sống để bụng chết đem theo. Cái câu đó là cái câu rắc rối nhất. Quý vị thấy không? Em đừng nói như vậy. Lời nói của em đó, sống để bụng chết đem theo, tức là con em nó lừa đảo, con em nó lừa gạt. Bây giờ giận, tức, sống để bụng chết đem theo. Thì bây giờ hiện hồn đi cả nhà đó, 5 người của bà chị thứ hai đã thấy hết. Thế thì bữa đó thầy giảng ở chùa Bảo Ân ở Tân Bình, hai vợ chồng bà chị thứ hai đó qua đó để gặp thầy để trình bày cái chuyện đó. Thầy nói thôi được, để rồi tôi giảng xong rồi tôi về tôi ghé nhà tôi coi thử cái đã, chứ còn chị nói thì chị nói chứ tôi chưa tin đâu. Tôi phải là danh chánh ngôn thuận đi, chứ còn mua trâu vẽ bóng tôi không tin đâu. Rồi hai ông bà đi về, thầy giảng xong cái bài giảng đó, thầy mới theo cái địa chỉ đó thì tới qua nhà, thầy vô nhà thầy thắp nhang trên bàn Phật, thì thắp nhang cái bàn của sư cô đó. Thầy nói sư cô còn ở nhà này chưa có đi, thôi bữa nào tôi ở không tôi lên bữa, chứ giờ tôi mất tôi đi về. Ở không tôi lên cái đã, để đó đi. Hai tuần sau thầy mới lên. Thì cái hôm thầy lên đó thì trong nhà đó 5 người, 5-6 người vòng vòng nó tới chơi nữa, khoảng 10 người. Cái bàn là vậy, thầy nhắc cái ghế thầy ngồi chỗ đó, thầy mới nói sư cô đi tu hồi nhỏ, gọi là đồng chơn nhập đạo, thì Phật, đạo Phật quý trọng lắm. Bởi vì có hai hạng người xuất gia, đó là đồng chơn, nghĩa là không vợ, không chồng, còn nhỏ mà đi tu là quý lắm. Thứ hai là trung niên xuất gia, tức là có gia đình rồi mới đi tu. Nhưng mà cái hạng đi tu đồng chơn nhập đạo quý lắm. Sư cô tu hồi 19, 16 tuổi. Thế bây giờ đó là sư cô hiến xác cho y tế nữa. Cái đó là Bồ Tát hạnh, chứ không phải đơn giản đâu. Đi tu mà hiến xác là tốt, mà hiến xác là tốt hơn. Thì tại sao lại tiền lại nhớ? Tại sao lại tiền nhớ? Xác thì quên. Hy sinh cả một đời son trẻ của mình vào chùa xuất gia học đạo 16 tuổi, rồi hiến cái xác này cho y tế, mà bây giờ chết rồi lại nhớ tiền, cho nên không siêu. Đức Phật dạy người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không có lấy tiền làm sự nghiệp. Cho nên thầy nhớ cái năm 73 thầy giảng ở trên chùa Phước Huệ ở Lâm Đồng, đang giảng thế này, bữa đó cái đạo tràng đông lắm, chùa có cái trai đàn nữa, giảng ở ngoài sân có 1.000 người. Thì có cái ông đạo hữu đó, ông đứng dậy, ông mới hỏi thầy đây nè: thưa thầy, tụi tôi ở ngoài đời đó là vợ con, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả những cái đó là cái công bằng sắt nó cầm. Còn quý thầy ở chùa, chùa cao, Phật lớn, đệ tử, quý thầy bị cái còng bằng vàng nó còng. Cái nào cũng còng hết trơn. Bây giờ trả lời sao? Họ nói như vậy là đúng rồi. Tức là
ở ngoài đời quý vị có xe thì trong chùa thầy cũng có xe, quý vị có con thầy có đệ tử, thì quý vị lo cho con, quý vị đi học là thầy lo cho đệ tử rồi đi học. Quý vị có nhà thầy có chùa, họ thế gian có gì thầy có nấy hết, thì thế gian họ bị cái vật chất đó là cái cộng bằng sắt nó còng, còn quý thầy ở chùa đó thì cái cộng bằng vàng nó còng, vàng sắt gì cũng còng ở trên. Thầy nói ngồi xuống đi, thầy giải thích cho nghe, cái nào cũng còng hết chứ không có cái nào cái nào tốt hết. Nhưng bây giờ đạo hữu suy nghĩ thế này, nếu con của quý vị mà ai nó không phải con của quý vị thì quý vị tính sao? Cái nhà của quý vị nó không phải cái nhà của quý vị thì quý vị tính sao? Còn thầy ở chùa thì có hết mà không phải của thầy. Đó là thầy mua cái xe đó, thầy để đi hoằng pháp, nhưng cái xe này là của chùa. Sau khi thầy có viên tịch rồi, cái tài sản này để cho một thầy khác, người ta về đây người ta ở, người ta sử dụng cái đó, ta đi hoằng pháp. Chứ thầy đâu có tư hữu của thầy đó. Cái chùa này là của Phật Pháp chứ phải của thầy. Tuy rằng thầy cất, thầy vận động, thầy quyên góp cho thầy cất, đó là tài sản của Phật Pháp. Sau khi thầy viên tịch rồi, cái này là của Tam Bảo chứ đâu phải của thầy. Như vậy, ai coi cái vật chất này là tư hữu của mình thì nó còng. Còn ai coi cái này không phải là của mình, của Phật Pháp là không có còng. Không có còng. Nghe thì có lý lắm. Nghe nói vậy có lý lắm. Ai coi cái này là sở hữu của mình thì bị nó còng. Mà ai coi cái này không phải là của mình, của Phật Pháp, của Đạo, nó có còng. Nó có còng. Cho nên thầy mới nói sư cô đó, đồng chân nhập đạo là tốt. Nghĩa là sư cô hy sinh cái cuộc đời son trẻ của mình để phụng sự Tam Bảo, tốt. Bây giờ cái thân xác của sư cô đó hiến cho y tế lại tốt hơn. Thế mà sư cô nhớ tiền là dở quá. Nhớ tiền. Bây giờ thầy khuyên sư cô hai điều. Một là phải xả ly. Giáo lý của nhà Phật nói là xả mới hỷ chứ không phải là hỷ xả. Xả mới hỷ, buông bỏ thì mới vui, mà không buông bỏ thì khổ. Ở ngoài thế gian, cư sĩ quý vị chấp là quý vị khổ, mà người tu hành chấp là đọa địa ngục. Thầy có cái ông bạn thầy kể cho nghe, có hai đứa con bằng học hồi nhỏ ở nhà quê, mà lớn lên thì anh đi làm sĩ quan, thầy thì đi tu, hai anh em lâu ngày không có gặp. Hôm đó thầy về quê, anh gặp thầy anh mừng quá, anh mời về nhà uống nước trà rồi đấy bánh ngọt rồi xong rồi anh mới tâm sự, nó tôi khổ quá ông ơi. Anh mà khổ cái gì, nhà thì lợp ngói lát gạch men, có xe không ra, rồi có hai đứa con, rồi dưới nhà dưới tôi thấy dí một bồ lúa thiệt to, mà khổ gì? Không phải, tôi không khổ về vật chất mà tôi khổ về tinh thần. Thằng con tôi đó nay nó 18 tuổi, mà tôi với nó là 3 năm nay là không có nhìn nhau, không có gặp nhau. Tôi cũng không gọi nó con, mà nó cũng không gọi tôi bố nữa. 3 năm nay thì khi anh nói như vậy là tôi hiểu, thầy hiểu rồi, quán tắng hội khổ. Nghĩa là thương với nhau mà xa với nhau gọi là ái biệt ly khổ, còn ghét với nhau mà gặp nhau là quán tắng hội khổ. Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai, khổ dữ lắm. Hai cha con không gặp nhau nói khổ lắm, nhưng mà trong bụng nói thôi chứ không nói ra. Thôi thì bây giờ anh sẽ làm một cái kế hoạch nhỏ sẽ có kết quả. Anh hỏi cái kế hoạch nhỏ là sao? Bữa nào chị nấu cơm chị dọn lên trên bàn ăn đó,
thì anh gọi thằng con anh á, con vô ăn cơm với bố, anh làm thử coi, tôi thề không bao giờ tôi gọi nó bằng con. Trời đất ơi, con anh chứ ông nội anh đâu mà thề. Tôi thề tôi không gọi bằng con. Quán tán hội, quán tán hội rồi. Thôi không làm thôi. Thầy về đâu khoảng một tháng, hơn một tháng sau đó, suy nghĩ sao không biết, chiều chị nấu cơm chứ dọn lên bàn đó, thì thằng con anh nó vá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà đó. Anh lên mâm cơm anh nói, Dũng, bỏ đó đi con, vô rửa tay ăn cơm với bố. Thằng nhỏ nó mừng quá, nó không thèm rửa tay gì hết, nó vô ôm cổ bố hung, nó hung, con chờ bố nhiều đó nè, 3 năm. Hết cổ, hết cổ, phải không? Hết cổ đó. Xả mới ra hỉ. Như vậy là hai cha con chỉ chấp chặt với nhau cái gì đó, một cái quan niệm gì đó, một cái sai lầm gì đó, một cái gì đó mình mà nó không biết. Nhưng mà thằng con nó cũng chấp, rồi ông bố nó cũng chấp, hai cha con chấp hết ghim ghiếp với nhau như vậy mà khổ. Bây giờ đó, ông bố nói, con, bỏ đó đi vô rửa tay ăn cơm với bố. Thì như mà thằng nhỏ nó mừng quá, 3 năm nay không ai kêu bố, không ai kêu con hết. Giờ này ông bố ông làm quà với mình, ông mừng quá. Để hai cái tay nó dầu nhớ không, vô ôm cổ bố nó hung, nó còn chờ nhiêu đó 3 năm xong. Như vậy là quý vị thấy, có phải chờ một thời gian nào, có một khoảng cách không gian nào giữa cái hỷ xả đó nè, buông xả thì mới hỷ. Thì bây giờ sư cô buông xả, thôi tôi đi tu hồi 14 tuổi, sư cô đi tu hồi 16 tuổi bằng nhau, nhưng mà tôi đâu có tiền, bố tôi đâu có cho tôi tỷ nào đâu, không có cách nào hết, mà tôi thấy an lạc. Nhưng mà sư cô có 1 tỷ, bây giờ là con nhỏ em nó lường gạt, nó lấy 700 triệu sư cô khổ. Sư cô mới nói là lời nói của em sống để bụng chết đem theo, thì bây giờ đó thân xác hiến cho y tế, cái đời son trẻ của mình hiến cho Phật Pháp, bây giờ đi nhớ 700 triệu đó và sống để bụng chết đem theo, thì bây giờ làm gì, làm ma hiện hồn về cái nhà bà chị này. Thầy vừa nói như vậy xong cái là nhập vô bà chị thứ hai liền, khóc quá chừng rồi, khóc luôn. Hiểu rồi, khóc. Ôi sư phụ ơi, con bỏ, con không thèm nhớ cái chuyện đó nữa. Con nói, bỏ không nhớ nữa. À, nếu bỏ thì lại Phật đi, cho chắc ăn. Thì bà chị thứ hai bà lên và ngồi tình, lúc đó sư cô đó nhập vô rồi, lại Phật đi. Thầy niệm Phật, thầy chứng minh cho là sư cô lại Phật, xả liền, không còn thấy về hiện về nữa. Thôi chấm dứt, không còn hiện về nữa. Chỉ nhiều đó thôi, đứa quý vị thầy. Chuyện thứ ba. Ở đây mà kể 1 tháng chưa hết. Hai vợ chồng làm bác sĩ. Chồng thì làm ở bệnh viện 115 và vợ thì làm bệnh viện Thống Nhất, mà ly thân là 10 năm. Đẻ cái thằng con ra đó, bây giờ nó 10 tuổi, mang bầu nó có mấy tháng thôi là hai người ly thân. Còn 1 tuần lễ nữa là ra tòa ly, ly dị. Cái giai đoạn quyết liệt là ly dị đó. Thì chiều ông bố mới chạy qua nhà, ông bố vợ nói, bố ơi cho con mượn thằng cu tí đi chơi rồi 9 giờ con trả lại. Ông bố vợ nói, chị vợ mày đi làm là 8 giờ nó về, thì mày phải trả trước chứ, để nó về không có con nó la tao đó. À, vậy thì hai cha con đèo cái thằng nhỏ qua chung cư Thị Nghè, lầu 8, quăng thằng nhỏ xuống. 7 giờ tối, cái chuyện nó báo công an có đăng đàng hoàng. Pháp sư nói thiệt chứ không bao giờ pháp sư nói dối. Sao đứt lưỡi ra cũng đơn giản đâu. Quăng cái thằng nhỏ xuống, thì ở dưới này người ta tưởng đâu, ở trên lầu quăng cái bịch rác, họ định la, thì ông bố nhảy xuống nữa, hai cha con, hai vũng máu nằm đó chết. Xong,
Thì bây giờ họ gọi cảnh sát 113. Thì cảnh sát tới họ khám là trong cái túi áo của anh có cái số điện thoại của chị. Cảnh sát mới gọi. Thì chị đang lái xe đi về nửa đường, chị nghe cái tin là cha con nhảy lầu chết, chị xỉu liền. Rồi người ta đem xe vô nhà người ta giữ, bao xe taxi cho chị về tới đó thì xác nhận đây là chồng, đây là con. Chị mới nói là một tuần lễ nữa là hai vợ chồng ra tòa lý gì. Thì anh này mới nghĩ rằng nếu tòa hỏi đứa con này nó ở với ai thì nó ở với mẹ nó 10 năm, thì bây giờ nó ở với mẹ nó chứ nó ở với bố đâu. Thì ảnh không muốn rằng là đứa con này mang cái dòng máu của ảnh, ảnh muốn diệt luôn. Cái ý định nhìn là như vậy rồi. Nhỏ nhẹt quá, ích kỷ quá. Rồi thì gia đình của ảnh là đem qua bên bến đò Thủ Thiêm làm đám ma, còn bà vợ thì đem thằng nhỏ đó về cầu Sài Gòn làm đám ma. Rồi xong thì cái phần đất đó là cái chỗ mà hai cha con nhảy lầu chết đó, là vợ chồng của cái chú này thuê cái mặt bằng đó, là 3 giờ khuya nó dậy pha cà phê bán cho những người trong chung cư đó hơi đi tập thể dục, họ uống cà phê, thằng nhỏ nó hiện hồn nó đi. Thế thì hai vợ chồng này sợ quá mới lấy cà phê sữa với bánh tiêu cúng đó, thấy nó đi mà nó không cho thấy cái mặt, thấy cái lưng không mà đi không có kịp. Thì mẹ của thằng bé đó mới chạy ra thưa với thầy, nói sư phụ ơi, thằng nhỏ nó linh quá, bây giờ bố nó giục xuống đó nó chết rồi, bây giờ hai vợ chồng của cái chú mà bán cà phê đó là 3 giờ khuya dậy nấu nước là thấy nó đi nhưng mà đi không kịp, bây giờ sư phụ vớt giùm nó đi, tội nghiệp quá, nó chết quang mà bố nó thì ưng mà nó thì quang. Thì nào thôi đi, bữa nào thầy vô hẹn nhau nha, bữa nào vô thì thầy đánh xe từ Vũng Tàu thầy vô tới đó là 3:30. Thì hai vợ chồng đang lúng súng rồi chuẩn bị pha cà phê đồ nữa, thầy xuống xe thì cái người chồng nó mừng lắm, lại ôm cứ ngắt sư phụ ơi, cái thằng nhỏ đó linh lắm. Ở chỗ nào là chỗ cúng cà phê sữa với bánh tiêu đó, thầy có đốt nhang rồi bánh tiêu sữa. Thầy nói thôi để sư phụ vớt nó về, chứ đây mà làm ma nó nhát rồi người ta không dám uống cà phê nữa là lỗ tội nghiệp, rồi để nó đi. Rồi đốt phụ 3 cây nhang coi thì má nó cũng có mặt ở đó, mày hẹn nhau mà. Thầy mới cầm 3 cây nhang, thầy nói con ơi, vợ chồng của cái chú bán cà phê này nói con linh quá, khuya nào cũng thấy con đi hết. Thôi bây giờ sư phụ lên, sư phụ vớt con về nha, đàn đệ tử sư phụ đừng có làm ma nhát người ta bán cà phê lỗ tội nghiệp, cái mặt bằng người ta mướn nó, con về con. Rồi đi về vậy thôi, đâu có tụng kinh gì đâu, nói vậy thôi đi về. Về thì tối hôm sau thì quy y cho nó, đặt pháp danh cho nó, điện lên hỏi trên nó, thằng nhỏ còn đi nhờ hết à, anh vậy thôi hết. Bởi vì sao? Bố nó là muốn chết mà nó đó thì quan, cho nên nó hiện hồn về nó đi. Thì bây giờ nó vớt nó về, nói vậy chứ thầy cũng vớt luôn hai cha con về hết, chứ không lẽ mình bỏ người rồi bò rồi vớt người bỏ người. Nhưng mà má nó thì ghét, không có chịu vớt bố nó. Cho nên hồi xưa thầy có cái câu chuyện thế này, cái bà bổn đạo đó, bà rước cái thầy trụ trì đó tới nhà bà là cầu siêu cho chồng bà. Nhưng mà bà quỳ sao là thầy tụng kinh trước đó. Cuối cùng là thầy phục nguyện cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Bà bổn bảo bà nói thôi con rước thầy tụng kinh cho chồng con thôi, thầy cầu minh mông quá. Một mình chồng con thôi chứ gì mà tất cả chúng sinh trọn thành Phật đạo. Thầy nó không được đâu con, cái giáo lý của nhà Phật nó rộng rãi lắm, trong tất cả chúng sinh có chồng con ở trong, có cha mẹ con ở trong. Thầy giải thích một hơi bà nói thôi cũng được, nhưng mà trừ cái bà già ở sau mới gây lộn chuyện qua.
chưa. Thầy vớt hai cha con về mà bà vợ bà không chịu. Thì hai người họ dẫn nhau mà. Nếu mà thôi thầy làm cái chuyện của thầy chứ, thầy đâu có bỏ một chúng chúng sanh nào. Rồi chuyện thứ ba, thứ tư gì đó, về tiếp chuyện. Chuyện ở Hà Nội. Cái bà Phật tử bà đi trên niệm Phật, bà kể thầy nghe cái chuyện gia đình của bà. Thầy nãy khoan, chiều nay ăn cơm xong rồi tôi bao xe tôi hỏi ảnh ra đã, chứ tôi không tin chị đâu, chị nói mênh mông lắm. Hai giờ cái thầy nghỉ xong rồi, hai giờ xuống bắt xe taxi lên Hà Tây. Thầy hỏi sao anh, chị kể cho tôi nghe cái chuyện đó rồi, sao anh kể tôi nghe. Đại khái câu chuyện thế này, hai vợ chồng đi dự cái lễ tân gia của thằng bạn, nó cất cái nhà mới, nó mời hai vợ chồng đi dự lễ. Anh tới định dự lễ, mình cầm cái ly bia, anh nói xin các bạn cho mình mà phát biểu, đường xa chở vợ trời tối hạn chế uống bia. Cho nên là anh mới nhấp môi một chút, anh để cái ly bia xuống, tự tin mà. Rồi hai vợ chồng đèo với nhau đi xe gắn máy về, đi nửa đường ảnh té xe, tự động té thôi, không ai đụng, khuya trời tối mà đường thì vắng tanh à. Chị thì lồm cồm ngồi dậy bình thường mà ảnh thì bất tỉnh. Chị nhéo từ ở dưới chân cho lên tới cái đầu, không có chỗ nào cảm giác hết. Chị rung thì nó sao lạ vậy, hai cái nón bảo hiểm thì còn mà tại sao lại thì ảnh bất tỉnh à, đại tiểu trong quần luôn. Chị mới bắt xe taxi đưa vô bệnh viện Việt Đức. Thì bệnh viện cái nói chị đưa ra ngoài tắm rửa sạch sẽ đi, chứ bậy hay quá làm sao vô trong phòng cấp cứu được. Chị mới đem ảnh ra ngoài mướn người ta tắm, mua bộ đồ mới mặc vô, chở vô bệnh viện. Bác sĩ nó tim cũng bình thường, áp huyết cũng bình thường, tại sao bất tỉnh, không có chấn thương sọ não. Chị nói té không có sao hết, chị ngã xe thôi chứ không có gì mà tại sao lại ảnh trầm trọng như vậy. Rồi bác sĩ để đó, nó truyền dịch hết chai này truyền cái chai khác, ba ngày bác sĩ nó thôi chị đi về đi. Cái bệnh này lạ quá, thường thường đó là tai nạn giao thông vô đây là họ bị chấn thương sọ não thì bất tỉnh. Bên đây không, bác sĩ khám không có chuyện gì mà tại sao lại không tỉnh. Thôi bây giờ chị về để chị để số điện thoại lại, thì có cái chuyện gì thì bệnh viện ta liên lạc. Chứ bây giờ ở đây nó vô ít có làm gì đâu, cứ để nằm đó rồi truyền dịch thôi. Chị về chị để số điện thoại lại, sáng đi vô thăm ông chồng thấy cũng như vậy, rồi sáng hôm sau đi vô thăm ông chồng cũng như vậy, không có khả quan gì hết. Ngày thứ bảy, tức là thêm 4 ngày nữa, cái ngày cuối cùng hả, là chị ngồi trên cái đầu giường đó, là chị nằm trên cái giường đó, thì chị ngồi trong phòng cấp cứu, chị than kìa, nói chết thì chết, sống thì sống, khổ quá, phải ngày nay mà không chết không sống. Anh ngồi và anh hỏi bà làm gì bà kể lễ đó, dễ sợ chứ. Chị hết hồn, chị gọi bác sĩ, tự nhiên chồng tôi cái tự nhiên ngồi về cái hả, bà làm gì bà kể lễ. Bác sĩ rát ra nhà hỏi cái bệnh này lạ đó, nếu nó bình phục từ từ chứ tại sao được bất tỉnh 7 ngày nay nó ngồi vậy, cái là tỉnh bờ nó bà làm cho bà kể lễ. Đâu có chuyện gì, bố dẫn anh vào Sài Gòn thăm ông bác, mà bố nói thôi cha con mình lâu ngày gặp nhau ngắn ngủi đủ rồi, con về để vợ con nó trông. Bố dẫn anh ra bến xe mua cái vé xe cho anh đi về. Ông bố chết 1997, dẫn thằng con đi một tuần lễ đi thăm ông bác. Anh mới kể thầy nghe là lúc mà bố tôi chết đó, thì bác tôi có về dự tang lễ. Bố lớn hơn mà bác lớn hơn bố tôi 4 tuổi. Mà từ ngày bố tôi mất tới giờ đó là vợ chồng tôi không có dịp vào Sài Gòn để thăm bác, bởi vì kinh tế gia đình cũng khó khăn đó. Chưa có đi thăm bác. Thế thì bố tôi dẫn tôi vô Sài Gòn để thăm ông bác là đúng. Là đúng. Tôi còn ông bác ở trong Sài Gòn á. Nhưng mà lúc anh té xe làm sao anh té em biết, tôi không biết. Tôi đang lái tôi thấy một cái vần đen trước mặt tôi vậy, cái tôi té xe tôi không biết gì. Tôi đi theo bố tôi luôn. Đi 7 ngày đêm.
Rồi chuyện tiếp theo. Năm 2011, hôm nay là 4 năm, thầy đi quan pháp ở bên chùa Viên Giác ở bên Đức. Thì bữa đó là thầy Dư Điển đi thuyết pháp không có ở nhà. Thầy với thầy Phật Đạo đó ghé đó. Rồi thầy đi thuyết pháp một cái chùa khác. Ghé đó thăm ăn cơm thôi. Thầy đang ăn cơm này có cái cô khoảng 30 tuổi. Cô nói sư phụ ơi, ông ngoại con chết thì con chưa đẻ. Mà mấy hôm rồi ông ngoại kêu con về Việt Nam dẫn ông ngoại đi quy y mà con không biết quy y là gì. Con biết quy y hả? Như vậy là sao? Thầy mới nói thầy cũng không biết nữa. Thôi bây giờ ông ngoại nói về con cứ về Việt Nam đi. Rồi cái chuyện gì nó diễn biến nó tới đâu mình giải quyết tới đó chứ hỏi biết sao mình trả lời. Rồi thầy về trước, cổ về sau 2 ngày. Khi mà cổ về Việt Nam đó, thì ông ngoại cổ mới nhập vô cái người cháu ngoại con của bà dì ở quận 2, dẫn xuống cho hội Hội Phước, hai chị em xin quy y. Ông mới nói đệ tử tìm sư phụ lâu lắm, biết sư phụ lâu lắm chứ mà không có dịp, không có duyên. Thầy hỏi chứ sao mà ông cụ biết sư phụ? Đêm nào con gái của đệ tử nó mở băng sư phụ đó, đệ tử nghe cảm tình mà nghe pháp đó trong đờn dở đọc. Ông kể là con gái ông ở quận 2 đó là tối nào cũng mở băng sư phụ, ông nghe, ông cảm tình, kêu cái con cháu ngoại bên Đức đó về dẫn quy y, nhưng mà không quy y ở chùa hội Hội Phước, về dưới Long An đó, ở Cần Đước Long An nó quy y. Tôi nói sao kỳ vậy, chùa ở đây không quy y, về dưới chùa đâu quy y. Hàng tháng sư phụ giảng cái đạo tràng niệm Phật chùa Long Hoa đó để mượn chùa đó quy y. Bởi vì đệ tử của sư con cháu đệ tử đông lắm mà ở đây nó không có tới, nó sợ tốn tiền, nó keo kiếp lắm, về dưới đâu quy y để gần nó tới nó nghe. Thôi vậy cũng được, cũng được, nói như vậy có lý. Thầy về hàng tháng, thầy về chùa Long Hoa đó, thầy giảng cho cái đạo tràng niệm Phật đó. Thầy mới nói với sư bà, chiều nay sư bà cho tôi mượn chùa 2 tiếng đồng hồ, 14 giờ tới 16 giờ. Sư bà hỏi chứ mượn làm gì? Tôi quy y cho Phật tử. Ông Phật tử này ổng khó lắm, ổng biết mượn chùa này quy y chứ ra ngoài Vũng Tàu ổng không chịu. Sư bà hoan hỷ. Thì đúng 1 giờ đó là con cháu của ổng tới 30 người. Tức là đi 15 chiếc xe gắn máy, một chiếc nó chở 2 nhưng mà 15 chiếc. Vợ ổng với hai đứa cháu ngoại Sài Gòn xuống nữa. Như vậy là 33 người. Với ông nữa là 34. 33 người sống với ông nó nhập vô cái đứa cháu ngoại con của bà và bà gì đó. Thầy lên chánh điện, thầy niệm hương xong thầy truyền giới cho ông xong đàng hoàng. Đặt pháp danh cho ông đàng hoàng, ông mới nói thế này. Cái con nhỏ cháu ngoại ở bên Đức nó nói ông ngoại ơi, bà ngoại làm cái mộ của ông mà không có cái quan tài, không có cái xác. Bây giờ ông ngoại chỉ cái xác ở đâu con đem về. Ông mới nói là ông biết chứ con, ông học tập ở ngoài Hoàng Liên Sơn á, ông bị sốt rét mà không có thuốc trị. Cho nên nửa đêm lúc 3 giờ ông ngoại chết, lấy cái mền gối lại, rồi sáng ra phạm nhân khiêng ra ngoài hàng rào đó chôn. Ông ngoại biết chứ. Bây giờ ông ngoại có thầy, ông ngoại theo Phật rồi, đang đem cái hài cốt mà xương tàn cốt rồi đi làm gì. Thôi con bỏ đi. Nó năn nỉ mấy lần không được. Thầy năn nỉ một lần nó cũng không được. Không có gì. Ông nói với bà vợ ông á, cái kiến họ của bà đó là có nhân hậu lắm. Cho nên á, anh em của bà ai cũng sống dai hết, 80 ngoài 80 hết. Còn cái kiến họ của tôi đó độc ác lắm, không ai sống được 60 tuổi. Tôi mà tôi có 52 tuổi chứ. Thằng em tôi có 50 tuổi chứ. Không có ai nào sống được 60 hết á. Mà cái kiến họ của bà đó
là ai cũng ngoài 80, 90 hết. Thôi bà ráng làm phước, ráng tu nhân tích đức. Mà bây giờ tôi quy y rồi, tôi có thầy tổ rồi, bà chưa quy y, bà phải quy y nha. Cái bà không quy y, tôi với bà chấm dứt không có tình nghĩa gì hết. Bây giờ nó khuyên bà quy y nữa. Bà nói, cái chuyện đột ngột quá, tôi chưa sắp xếp được. Thôi để hẹn 17 tháng 11, vía Phật Di Đà đó. Rồi con nó dẫn ra ngoài chùa hội phước quy y. Ông mới chịu. Thế thì bây giờ ông mới nói rằng như vậy đó là tụi con hai đứa cháu ngoại đó phải về chùa Hội Phước thỉnh tăng để cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cửu quyền thách tổ. À, thế là thầy mới hiểu rằng cái đứa cháu ngoại bên Đức á, nó có tiền cho nên ổng kêu nó về Việt Nam. Còn con đứa cháu ngoại Việt Nam nó không có tiền cho nên nhập vô đứa cháu ngoại ở Việt Nam mà không nhập đứa cháu ngoại bên Đức. Thì con nhỏ bên Đức nó bỏ tiền ra nó thỉnh tăng cúng dường trai tăng ở chùa Hội Phước. Như vậy quý vị thấy ma khôn không? Biết cái đứa có tiền, biết đứa không có tiền, kêu con nhỏ về thỉnh 100 vị đó, 100 vị về Hội Phước để cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cụ quyền thách tổ. Ông ngoại theo Phật, ông ngoại có thầy rồi, nhưng mà cụ quyền thách tổ mình còn nhiều tội lỗi lắm. Còn ông ngoại thì cái lý do mà ông biết thầy là vì hàng đêm con gái của ông ở quận 2 mở ban thầy, ông nghe cho nên ông có cảm tình. Mà kêu con cháu ngoại bên Đức á, mà gặp thầy bên Đức, cho nên về hai đứa cháu ngoại này, một đứa thì nhập vô quy y, một đứa thì thỉnh tăng về cúng dường. Cho nên quý vị thấy tâm linh họ khôn không? Là chuyện tiếp theo. Năm rồi thì đi dự cái pháp hội ở Đài Loan của Hòa Thượng Quảng Tâm rồi, ở chùa Trấn Quốc ở Đài Trung lớn lắm. Chư Tăng là 1.000 gì, có Hòa Thượng Nguyên Trí ở bên Mỹ này về dự được. À, thì hôm đó đó thầy Hòa Thượng Nguyên Trí ngồi một bên, thầy ngồi chính giữa, một vị sư Tây Tạng ngồi một bên chứng minh thầy đang tụng kinh Di Đà. Cái bà đó bả chen vô mặt người ta, mà cư sĩ không phải 5-6 ngàn, cả một cái núi đó người ta chật hết luôn. Bả chen vô bắt vô bắt rồi: sư phụ ơi, con tìm sư phụ 20 năm nay mà không gặp. Tụi nó đi ra cái chỗ người ta đang thạnh tịnh hành lễ rồi, mang tẩu đi ra đi. Còn đuổi bà ra, bà bò bà ra, bà ngồi ngoài gốc cây đó bà chờ thầy. Thì khi mà tụng xong thời kinh rồi thầy đi ra, thì đi cái con đường lên tăng xá phải đi ngang bà, đi ngang cái đó. Sư phụ ơi, con ở Hải Phòng đó. Thì ở Hải Phòng ở Vũng Tàu thì đâu có gì đâu mà 20 năm tìm không được. Con ở Na Uy. Ở Hải Phòng. Thế thì sao rồi ở Hải Phòng mà ở quê? Con chết lúc 19 tuổi. Đi đánh cá. Hồi xưa đâu có máy móc gì sư phụ. Đi coi trăng sao không rồi bảo vô không kịp, con chết này 204 năm. Chết này 200, đưa 4 cái ngón tay lên 204 năm, 19 tuổi. À, nhập vô cái bà quê ở Hải Phòng mà định cư ở Na Uy. Cái bà mà vô lại thầy đó, 20 năm mà tìm sư phụ không gặp đó, là bà quê ở Hải Phòng, thì cái vong linh này cũng ở Hải Phòng, mà cái bà này là định cư ở Na Uy, thì cái vong linh này nhập ở Na Uy mà biết thầy ở Việt Nam qua Đài Loan, mới bốc vé máy bay từ Na Uy về Đài Loan mới gặp nhau. 204 năm. Thôi được, vậy là thầy trò có duyên bây giờ đó. Thầy chú muốn cần thầy giúp đỡ cái gì? Sư phụ quy y con đi, con tìm sư phụ có nhiêu đó hả? Ở mày ra cái gốc cây đằng kia tao quy y cho. Vắng người chút, chỗ này đông lắm, mình xích đằng kia chút. Gốc cây này qua gốc kia là khoảng 100 thước, qua ngồi đó thầy truyền tam quy đặt pháp danh xong rồi lại thầy ba lại xuất ra. Thầy hỏi cái cô đó nãy giờ thầy với cô nói gì, chuyện gì cô biết không?
Dạ không, mà con với thầy đâu có quen. Mà cái chùa này không có mời con ở Na Uy á. Thì quê con ở đâu? Con ở Hải Phòng. Thì cái vong linh ở Hải Phòng nó nhập vô, con về đây nó xin quy y, thầy mới quy y nữa. Trời ơi, con đâu có biết đâu. Cái cô nó hoàn toàn con không biết gì hết. Như vậy là quý vị thấy là cái nhân duyên thầy trò đâu có tụng kinh, đâu có nhang đèn gì đâu, chỉ nói vậy thôi. Cái thằng nhỏ mà hai ba má nó làm bác sĩ đó, thầy cái nó đi về đi con, ở đây làm ma mày nhát người ta là bán cà phê ế tội nghiệp rồi, đi về thôi. Rồi chuyện tiếp theo. Cái chú này đó là bị HIV AIDS. Bà mẹ thì có người cậu, người em ruột làm bác sĩ ở bệnh viện Chợ Quán. Bà mới nghĩ nó thôi đem nó bỏ ra đó đi, có cậu nó thì nó chết rồi nó, chứ bây giờ ở nhà có mẹ con mà khó khăn quá. Đem bỏ nó để nó chết. Nó chết rồi cậu nó mới điện cho má nó đem xác về chôn. Xong rồi đâu khoảng chừng 15-20 ngày vậy đó. Nó nói mẹ ơi, mẹ qua chùa mẹ nói sư ông lên vớt con về cho trên nó, ở nhà xác nó đông quá nó đánh con chiều cũng không có nổi. Má nó qua nó nói thưa thầy, thằng Chiến nó về nó nhập em chú bác nó nói bây giờ nó ở trên nhà xác ra ta đánh nó nhờ sư ông lên vớt nó về. Thầy qua thầy mới nói bây giờ lên đó nó đâu có cho sư ông tụng kinh gì mà vớt con, khó lắm. Nó nói không có tụng gì hết, ông đứng ngoài cửa ông dái con đi về, không có tụng kinh gì hết. Thôi cũng được, vậy là cũng tiện. Bữa đó thầy đi giảng ở Mỹ Tho, chùa Phổ Đức. Thầy nói với má nó bây giờ sáng nay chị bao cái xe chị đi với thầy, rồi thầy lên nó thầy vớt nó, rồi hai mẹ con về để chiều thầy về thầy quy y cho nó. À, sáng 4 giờ thầy có mặt ở trên nhà xác, thầy vô thầy đứng nói con ơi, bữa nay sao ông lên sao ông vớt con về nha, ngày con về với má con sao ông đi giảng, chiều con chiều sao ông về sao ông quy y cho con, thôi về đi. À, nó về nó nhập vô nó không chịu về, nó nói chứ ông không có về nó không về. Thầy phải đánh xe lên vớt nó lần nữa về quy y, tại vì nó giận má nó. Nó má nó bỏ nó lên cho chết, cho nó đi với má nó không đi, nó về nó nói là nó không về. Rồi má nó qua nó má mới nói là thằng Chiến nó không có chịu về, nó nói là sư ông không có đi với nó không về. Cho nó thôi để mai đây rồi sư ông đi, khuya nay sư ông đi lên sư ông vớt nó về rồi này nó đi với sư ông quy y cho nó, đi với má nó không về. Thì nói như vậy thì quý vị thì nó về nó nói là ở trên đó người ta đông lắm, ta đánh nó chịu không nổi. Mẹ qua bên chùa nó thưa bấy sát chùa thầy, nó cách ăn sao hè thầy vớt con về để nó đánh con chịu không nổi. Rồi chuyện tiếp theo. Ở Cần Thơ, cái cô này là 23 tuổi, đang là sinh viên Đại học Kinh tế của Cần Thơ. Có cái vong linh này nó nhập, nhưng mà lâu mau thì gia đình không có phát hiện được. Cái hôm đó thì nó mới nói thế này, nó xin mua một cái đải cứ quý thầy mang đó, một cái áo tràng, một sâu chuỗi làm lễ xuất gia. Thì cha mẹ của cô sinh viên nó qua cái chùa Phật Cọc Cần Thơ, nó cách cái nhà có 4 căn, mời quý thầy qua nó không chịu. Nó mới ra Vũng Tàu mời Hòa Thượng giác hành. Thì ba má nó mới đánh xe ra Vũng Tàu thưa với thầy nè, thầy nói xuất gia thì người sống xuất gia chứ người chết xuất gia làm sao làm, thầy không có biết làm cái đó. Đệ tử thầy mấy điệu đó nó tu đó, thầy xuất gia nó còn sống với người chết rồi xuất gia làm sao xuất gia. Gia đình năn nỉ quá, rồi nói thôi thì anh chị về đi, rồi bữa nào tôi rảnh thì tôi xuống tôi điện thoại tôi báo cho. Sau đó mấy ngày cái thầy mới điện thoại thầy báo thầy xuống. Thì khe xe thầy xuống dốc cầu Cần Thơ đó, thầy mới nói tài xế ra còn tắt vô trong lề
con gọi cái số điện thoại này, cái nhà này họ ra, họ rước mình cho mình biết Cần Thơ cái đường nào. Thầy nói vậy thì cái cô sinh viên đó cổ lái xe gắn máy, cổ đưa tay cổ chào thầy, là cổ dẫn thầy vô, mà lúc đó là cái dòng linh nó nhập vô cổ lái xe cho cô không biết. Mà cổ biết thầy xuống tới đó, thầy cô đánh xe ra, cổ giơ tay cổ chào. Rồi vô nhà uống nước rồi xong rồi nghỉ rồi. Thấy cái mâm để cái bàn đó, vợ chồng cái chú là cha mẹ cô sinh viên nên đó, xin mua cái đải. Trong cái đải đó có cái áo tràng, có cái sâu chuỗi, rồi xin đây làm lễ xuất gia. Mà con qua chùa Phật học Cần Thơ con mời quý thầy là không chịu, con phải thỉnh hòa thượng xuống. Tôi nói thôi lên lên lầu đi, nhang đèn rồi chuẩn bị lên, rồi lên thì lên lầu là chuẩn bị tươm tất lắm, bông trái đồ làm cũng đàng hoàng đó. Thầy y hậu chỉnh tề, thầy niệm hương, thầy làm lễ xuất gia xong thì chú mới nói sư phụ ơi, xuất gia là phải cạo tóc. Thầy hỏi cạo ai? Nó cạo cái cô sinh viên rồi, nó không được. Tự nhiên con gái người ta đè đầu cạo tóc, rồi con xuất ra nó kêu cảnh sát làm sao. Cái chuyện đó thầy có lỗi thầy không làm được đâu. Nó nói không cạo tóc thì không xuất ra được, cái vong linh nó không xuất ra được. Thầy mới kêu ba má của cô sinh viên, bây giờ làm sao? Bây giờ đó cái vong linh này nó yêu cầu là phải cạo tóc, mà cạo tóc là con của anh chị mà thầy không dám. Bây giờ anh chị viết giấy cho thầy cạo, mà nó nói là không cạo thì nó không xuất được. Thì bây giờ làm sao? Hai vợ chồng tội nghiệp lấy giấy ra viết đàng hoàng tử tế, chồng ký vợ ký đàng hoàng, thầy đem ra ngoài hàng hiên đó thầy cạo tóc. Mà trong lúc thầy cạo đó thầy hỏi chứ con quê ở đâu, lý do là sao chết, bao nhiêu năm. Năm nay nơi con ở Mỹ Tho đó sư phụ. Con với thằng bạn con đi dự cái lễ sinh nhật mà nó uống rượu quá, cái đời té xe chết. Con thì chết tại chỗ, còn thằng bạn con vô bệnh viện đa khoa của Mỹ Tho đó 2 ngày sau mới chết. 27 năm. Chết cách đây 27 năm. Mà sư phụ biết nhà con giàu lắm, mỗi lần mà đám giỗ con làm một con heo quay, mời bạn bè đông lắm, ăn không đủ, làm theo con chó mà con đâu có ăn. Mà năm nào cũng làm heo quay, làm chó hết. Con thấy tội nghiệp quá, con phát nguyện con đi tu để con độ con heo, con chó đó. Quý vị nghe chưa? Ông bà mình đám giỗ cúng chay tốt, đừng có sát sanh. Mình là người Phật tử mà, cái ngày kỷ niệm của ông bà cha mẹ tổ tiên theo cái truyền thống của người Việt Nam là cái đạo thờ cúng ông bà, cái đạo của người Việt Nam. Đạo Phật thì không có chủ trương cái chuyện đó. Chủ trương của đạo Phật là tu học theo giáo lý của nhà Phật để thoát ly sanh tử, chứ không có bài cái chuyện cúng. Mà cái cúng á, là của người Việt Nam, cái đạo của người Việt Nam là phải cúng, không cúng là chịu không nổi. Nhưng mà cúng chay rồi tụng một viên kinh Di Đà, niệm Phật hồi hướng cho ông bà cho cha mẹ mình đầy đủ phước đức mà đúng chánh pháp. Cái vong linh này nó nói là con đâu có ăn sư phụ, mà mỗi năm đám giỗ con á, làm con heo quay, ăn không đủ, làm thêm con chó nữa, con thấy tội nghiệp quá, con phát nguyện con đi tu để độ mấy con heo mấy con chó. Thế là cái vong linh đó chết 27 năm. Mà từ Mỹ Tho mà xuống Cần Thơ nhập, thầy mới hỏi tại sao con không nhập người trong gia đình, con nói cái chuyện đó cho người ta nghe, mà con nhập với người ở Cần Thơ thì có ai nghe đâu. Khó lắm sư phụ ơi, chứ không phải dễ nhập đâu. Tìm được cái người mà nhập vô phải là có cái đủ cái nhân duyên mới nhập được, chứ không phải đụng ai nhập được, khó lắm. Thế này, từ ở Mỹ Tho mà xuống với Cần Thơ này nhập cái cô sinh viên này mà hỏi này 5 năm rồi mà gia đình không biết. Không biết. Có khi nào mà con nhập vô á là cô không cho cái cô này đi học, bắt ở nhà ngủ vậy thôi. Chứ không có nói vậy. Mà từ khi mà sinh gia đình mà mua cái đải, mua cái áo trà, mua cái sổ chuỗi đó, nó mới lòi ra cái chuyện là muốn đi xuất gia tu học. Nhưng mà thỉnh chư tăng ở chùa Phật Cọc Cần Thơ thì cái vong linh không chịu. Mà ra Vũng Tàu thỉnh hòa thượng giác hạnh vô, hòa thượng kỳ được. Chuyện tiếp theo.
cái gia đình này có hai đứa con gái hết. Con nhỏ lớn thì 9-10 tuổi đó, con nhỏ 7 tuổi. Mà hãy bữa nay đó, con nhỏ lớn này nhập viện, thì ngày mai ta cho xuất viện, thì chiều con nhỏ nhỏ đi nhập viện. Sáng hôm sau con nhỏ nhỏ xuất viện thì con nhỏ lớn này nhập viện. Cứ như vậy mà nhập lên nhập xuống, có hai đứa nhỏ nhập hoài. Bác sĩ nói anh chị có khùng không? Hai đứa nhỏ bình thường, nó có bệnh gì? Trời ơi, nó nghẹt họng nó mới đi nhà thương, nó tự nhiên sao được? Mà không biết bệnh gì. Cái hai đứa nhỏ lên xuống vậy, bác sĩ bực mình nữa. Cái bữa đó ông chồng mới đem cái điện thoại di động ra chùa, thầy sư phụ ơi, con mở cái này cho sư phụ nghe. Cái vong linh này nó nhập vô vợ con, mà nó bây giờ nó mời sư phụ làm đám cưới. Trời đất ơi, đám cưới gì mà chết mà đám cưới là sao? Đó, ông tôi không có làm được cái chuyện đó. Còn sống mà làm đám cưới, chết làm gì? Thôi để tôi vô, tôi coi. Thì ảnh chở thầy vô, thì chỉ còn ngồi vô, chỉ lúc lắc, thầy mới hỏi, thì ảnh mới kể thế này. Năm 68 đó, thì ảnh tử trận, chết. Thì cái gia đình này có một cô gái đó cũng chết năm Mậu Thân, mà cái cô này đã là lớn hơn cô cái anh này 2 tuổi. Cái anh lính này đó, tử trận rồi nhỏ hơn cái cô. Anh là Trần Văn Hùng, cái cô gái là Trương Thị Ngọc Ngà. Mà cô gái này lớn hơn cô anh này là 2 tuổi. Bây giờ hai người này thương với nhau, tức là nhờ thầy làm đám cưới. Đại khái vậy đó, mà chết năm Mậu Mậu Thân. Thầy mới hỏi cho hai người quen lúc nào, lúc còn sống rồi chết, chết rồi mới quen. Khổ ghê không? Không phải còn sống mà chết rồi mới quen. Bây giờ đó, thầy chưa bao giờ làm đám cưới cho người chết. Thầy làm lễ hằng thuận cho Phật tử, thầy làm thường quen thôi. Lúc chuyến trở về 24 tây tháng 5, thầy về New York, thầy làm đám cưới. Có đám cưới chờ thầy dưới không? Mà người sống mà cái đám cưới này người chết. Thôi bây giờ đó, chú bày vẽ cách nào cho cái gia đình này người ta làm chứ giờ thầy không biết. Thì cái chú đó, chú nói cái ông chủ nhà đó, bây giờ đó anh đi đặt hai cái hình nhân, mà cái hình cô gái đó là mặc áo dài đỏ, có dây chuyền, hai bộ đồ. Cái hình nhân người nam đó là hai bộ đồ, hai chiếc nhẫn, để sư phụ làm lễ thành hôn. Rồi tôi nói thôi bây giờ đi, gia đình anh đi đặt hai cái hình nhân đi, bữa nào xong rồi tôi vô tôi làm đám. Anh lên Sài Gòn, anh đặt hai cái hình nhân đó, đem về. Anh ra anh thưa với thầy là ngày 28 Tết. 28 Tết anh vô làm đám cưới. Vô thấy là hai cái hình nhân để cái bàn đó, cao khoảng 7 tấc. Cô gái mặc áo dài đỏ, có dây chuyền. Còn cái anh lính Cộng Hòa có hai bộ đồ, hai người đó. Rồi bây giờ thì nhà nó không có thờ Phật, thờ ông bà thôi. Thầy để cái bàn nhỏ nhỏ góc đây, cái bàn gia tiên đó, thầy mới đứng chính giữa, hai vợ chồng anh chị đứng hai bên. Thầy mới cầm ba cây nhang, hai anh chị ngửi cây nhang, thầy mới khấn với họ Trương, họ Trần. Vậy đám cưới mình phải là khấn với hai họ đó, gia tiên của người ta. Xin khấn nguyện với gia tiên họ Trần và gia tiên họ Trương, Trần Văn Hùng, Trương Thị Ngọc Ngà, hai người này họ kết duyên vợ chồng. Tôi, Hòa Thượng Thích Giác Hạnh, thay mặt cho hai họ làm lễ trao nhẫn. Đó là tuyên bố làm lễ đàng hoàng. Thôi, hai vợ chồng lại gia tiên ba lại đi. Thầy xây qua hai cái hình nhân đó, thầy mới nói này, hôm nay ngày mấy tháng mấy, tại địa điểm, nhà số mấy, đường gì, này nói. Trần Văn Hùng và Trương Thị Ngọc Ngà là kết duyên chồng vợ. Thầy xin thay mặt cho hai họ, thầy tuyên bố là kết hôn và trao nhẫn cho hai vị này.
Dạ, Trương Thị Ngọc Ngà và Trần Văn Hùng. Thầy trao nhẫn xong, đàng hoàng tư tế xong rồi ra đã ngồi uống nước chơi, đại khái vậy thôi. Hai cái hình nhân có nói vậy đâu, đứng trong trăng như có nói gì. Thầy tuyên bố rồi, thôi kể từ hôm nay là không có làm cho hai đứa nhỏ này là nghẹt họng đi bệnh viện nữa. Vậy cái nhập vô liền, nhập cho cái bà vợ của ông chủ nhà rồi. Nhập vô liền. Thầy hỏi sao anh Trần Văn Hùng, hai đứa nhỏ là sao? Thấy hai đứa nhỏ dễ thương quá, giỡn chơi. Vậy thôi chứ không có gì. Trời đất ơi, giỡn chơi mà hai đứa nghẹt họng vậy đó hả? Thôi bây giờ từ đời sắp tới là không có làm cho hai đứa nhỏ nó bệnh hoạn nữa, để nó đi học đàng hoàng nha. Rồi hai người đó bệnh duyên cầm sắc, thầy cầu chúc cho Trương Thị Ngọc Ngà, Trần Văn Hùng là trăm năm hạnh phúc dưới tiền đài. Dưới tiền đài chứ không phải trên trần gian đấy. Chết rồi. Kể chuyện tiếp theo. Cái câu chuyện này là của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Cái hôm đó là cô Phan Thị Bích Hằng nói chuyện ở cung văn hóa Việt Xô, có 1.800 người nghe. Thì cái anh MC đó, anh mới nói, cô Hằng ơi, thế thì trong cuộc đời của cô làm cái chuyện tâm linh đó, có cái gì ấn tượng cô kể cho thính giả nghe? Cô Hằng rồi nói, giờ khi xin kể câu chuyện này cho thính giả nghe. Trên Gia Lai đó, mình lên đó mình lấy hài cốt. Thì cái nhà của cái ông nông dân này có một cái nhà tắm, mà ở dưới cái nhà tắm có cái hài cốt. Có cái hài cốt. Thì mình vô mình thấy lấy hết hài cốt, khoảng 40 cái hài cốt. Thì cái hài cốt mà nằm ở dưới cái nhà tắm của ông nông dân này đó, mới nói với cô Hằng đấy, cô Hằng ơi, anh em về quê thì mình cũng về quê thôi, không có khó khăn gì. Nhưng mà rất tiếc là hàng ngày không thấy hai con gái ông chủ nhà đó tắm. Trời Phật ơi, họ vỗ tay thôi. Chết mà có tình cảm. Là, anh em về thì mình cũng về thôi, không có thắc mắc gì hết. Nhưng mà tiếc là hàng ngày không thấy hai con gái của ông chủ nhà đó tắm ở cái hài cốt dưới cái nhà tắm đó. Cho nên chiều nào hai cô cũng vô đó tắm thì ông cái vong linh này thấy. Tiếc, tiếc. Ba rồi mà cục ử thầy. Ghê quá. Một câu chuyện thứ hai nữa là cô lên trên Trường Sơn đó, thì cô thấy một cái hài cốt nằm ở trên cao, cái hai cái cây này mà nằm cao trên ba thước mấy đó. Cô Hằng mới nói là mấy anh em cắt dây leo đi, lên đưa cái hài cốt nó xuống. Tôi thấy là trên cao đã có hài cốt, thì mấy người trong đoàn đó, hài cốt dưới đất chứ hài cốt gì ở trên cây. Chị Hằng nói cái chuyện khó nghe quá. Đó là tôi thấy mà chẳng lẽ tôi nói thêm nó bớt thôi, thì mấy anh cứ làm theo ý tôi đi. Thì mấy người này họ mới cắt dây leo lên, họ thấy cái võng có cái hài cốt lên đó. Cái bắt cái võng rồi đó. Thì cô Hằng mới hỏi chứ sao mà cái hài cốt không nằm dưới đất mà nằm cao trên nó là sao? Thì cái vong linh mới nói lúc mà ở dưới đất thì dân cái võng sốt rét nằm ở dưới đất đó, rồi đồng đội người ta đi người ta bỏ khát nước chết. Thì 30 năm nay hai cái cây nó lớn nó cao lên thì cái võng nó lên cao đó, 30 năm. Đúng không? Họ đó nằm dưới đất. Mà bây giờ 30 năm cái cây nó cao lên, cây rừng nó lên thẳng tưng lên, không có nhánh gì hết. Nó đưa cái hài cốt nằm tuốt trên 3 thước 5. Rồi kể chuyện Bạc Liêu Cà Mau quý vị nghe. Là cái bà này á, là quê ở Bạc Liêu, 56 tuổi. Bà chết. Thì lúc đó khoảng 3 giờ chiều thì ở dưới huyện Cái Nước, ở dưới Cà Mau, cái cô gái này 21 tuổi thì cô chết sau cái bà này một tiếng, khoảng 4 giờ chiều, bà này chết 3 giờ. Thì khi chuẩn bị mà làm lễ nhập quan tức là liệm đó, thì cái bà ở Bạc Liêu này bà sống lại.
nhưng mà bà không biết chồng, biết con, biết cháu nội, biết dòng họ gì hết, mà bà nói quê bà ở dưới cái nước Cà Mau. Cho nên bây giờ gia đình người ta rất là khó hiểu. Thí dụ như cái người đó họ hồi dương, họ sống lại, thì cái người đó phải là cái người đó chứ, tại sao bây giờ cái người này chết rồi sống lại rồi không biết, bà có chồng, bà không biết chồng bà, có con trai cô không biết, có con dâu không biết, có cháu nội cô không biết, chị em biết mà nói ở cái nước không. Cái chuyện ấy chuyện khó hiểu lắm. Thì gia đình họ mới điện cho thầy, thầy đi một đêm xuống dưới đó. Đi một đêm thì xuống nữa thì bà cũng nói chuyện ở dưới cá nước không, bà không biết ai đây hết. Thầy mới nói thôi bây giờ đã bao cái xe mình theo cái địa chỉ xuống dưới cá nước thử xem coi như thế nào. Thầy bao cái xe 15 chỗ đi xuống tới dưới đó thì lúc 10 giờ đêm đèn đốt sáng trưng hết, vô trong nhà cái quan tài của cái cô gái này đó thì còn hoàng lại nhà đó, thì ông bố là cha đẻ của cái cô chết đó mới nói là 10 giờ ngày mai mới là đem đi chôn, chôn đất ở sau nhà này. Nhưng mà thầy nói riêng thôi, không cho ai biết hết. Thầy kêu ra ngoài, thầy nói rằng thế thì cô gái này nhập cái bà ở trên Bạc Liêu, cho nên tụi tôi mới biết rằng là địa chỉ nhà ở đây, theo cái địa chỉ đó xuống đây, chứ nếu cô đó cô không nói thì không biết. Thôi bây giờ đại khái như thế này, anh cử một người bà con của cái cô này theo xe này lên Bạc Liêu thử coi cái bà trên Bạc Liêu bà có nhận bà con không. Thì gia đình họ mới cử một người dì ruột của cái cô gái đó theo chiếc xe này đi lên Bạc Liêu, thì về tới nhà cái bà ở Bạc Liêu này, bà nhìn cái bà đó là dì ruột của bà, dì ruột của bà. Còn ngoài ra là bà không biết ai ở đây hết. Thế thì bây giờ gia đình người ta rất là bức xúc, rất là bức xúc. Bây giờ liệm là liệm không được, mà sống thì không phải cái người này thì làm sao. Thì có hai sư cô ở chùa gần bên đó, hai sư cô mới nói lạ quá sư phụ ơi, cái này là lạ quá. Ở đây bây giờ họ hoang mang lắm, không hiểu sao được. Thầy nói thôi bây giờ đó, thầy thì không ở được lâu, bây giờ hai sư cô ráng nha, kêu gia đình đó, chồng, con, dâu đồ thiết cái bàn Phật cho trang nghiêm, rồi thầy niệm hương, thầy khai kinh, hai sư cô sám hối từ bi sám pháp đạo đạo tràng, phải sám hối, gia đình phải sám hối. Bởi vì trong đạo Phật cái phương pháp sám hối rất là linh nghiệm mà rất là mầu nhiệm, phải làm cái đó chứ còn không có cách gì hơn hết. Hai sư cô ráng nha, rồi xong rồi cái thầy niệm hương, thầy khai kinh, thầy về, hai sư cô với gia đình ở đó là sám hối từ bi sám pháp đạo tràng. 3 giờ chiều hôm sau rồi cái vong linh của cô con xuất ra, cái bà già này mới đem liệm được. Nói như vậy thì quý vị thầy, bởi vì kinh nghiệm của thầy là cái pháp sám hối rất là đặc biệt, trong đạo Phật rất là đặc biệt. Ngoài cái phương pháp sám hối ra không còn cái pháp nào hết, mình làm mới đúng chánh pháp, chứ bây giờ mình làm lôi thôi nữa nó thành là mê tín dị đoan, rồi ta đồn đãi này kiết rồi ma quái rồi, mà không đúng chánh pháp, ai làm đúng chánh pháp. Thầy kêu hai sư cô vô thầy bàn, bây giờ hai sư cô ráng cố gắng đem hết nhiệt tâm nhiệt tình mình làm, kêu con cháu vô đây thầy dặn, rồi thầy niệm hương, thầy khai kinh, không thầy đi về, cho thầy ở đâu có được, không ở được. Hai sư cô đó thầy chiều 3 giờ ngày hôm sau là hai sư cô mới điện lên nữa là cái vong linh nó xuất ra rồi, bây giờ là bà đã chết thiệt, bây giờ chuẩn bị làm lễ liệm. Thì anh như vậy để quý vị thầy. Rồi chuyện nữa, ở Hàng Xanh ngã tư Hàng Xanh mà quẹo về Thị Nghè đó, thì đi một khoảng nửa đường để cầu Thị Nghè, thì ngã tư có một con đường Nguyễn Tử Quân đi vô, nó ăn vô cái đường Điện Biên Phủ. Cái bà Phật tử này là ta ở Vũng Tàu, bà là trong cái đạo tràng Bát Quan Trai tới chùa Hải Vân. Thì con trai của bà đó nó nói bố mẹ thì ở Vũng Tàu mà lớn tuổi rồi, bây giờ vợ chồng con thì công tác ở Sài Gòn đi làm thầy giáo, giờ bố mẹ bán cái nhà Vũng Tàu rồi hùng vốn với con mua đất cắt cái nhà
rồi con rước bố mẹ vào Sài Gòn để có cái điều kiện để chăm sóc, chứ giờ ở một cảnh hai quê đó khó quá. Bà mới bán cái nhà ở Vũng Tàu đó, với con mua miếng đất là 70 cây vàng, về 14 thước, về 40 thước, 70 cây vàng. Thì trước khi cái đất đó có cái nhà cấp 4, bây giờ phá cái nhà cấp 4 đó là cất cái nhà lầu 3 tầng, thầu nó tới nó đào, nó gặp cái đầu lâu, nó lấy lên nó để, nó lấy cái bao xi măng nó đậy lại, nó bỏ luôn. Thì bà chờ hoài, 2-3 ngày không thấy thợ tới làm, bà điện thoại bà hỏi chứ tại sao mấy chú làm nửa chừng rồi bỏ gian dở. Bà ra bà dở cái bao xi măng ra bà biết, bà ra bà dở cái bao xi măng bà thấy cái đầu lâu cái bà rung, bà không sợ quá. Như vậy ở dưới này có hài cốt. Bà qua bên phường bà báo bên bên phường bà nói hài cốt của ai dưới dưới nhà tôi bây giờ thầu nó đào lên rồi giờ làm sao mấy chú. Bà nói thôi mồ quan mã lạng thôi, bây giờ bà cải táng rồi bà cất nhà bà làm gì làm chứ có biết ai đâu mà. Bà mới lên lò thiêu Bình Hưng Hòa, bà mới mời cái đội hốt cốt nó xuống đào 20 cái đầu lâu đem đi thiêu, mướn ghe ra sông Sài Gòn bỏ chứ vô chủ biết ai, đào 20 cái nữa đem thiêu chở ra sông Sài Gòn bỏ, đào 20 cái nữa bốn góc nhà đặt bốn cái máy bơm nước, cứ bơm rồi đào cái đất là bà đổ đi hết, bởi vì cái xương lớn nó thì lấy được, còn cái xương nhỏ nhỏ này làm sao lấy hết. Bà sợ lắm, cho nên đào bao nhiêu là bốc đất bọc đi bà đổ hết tới 114 cái đầu lâu. Cái đội nó hết rồi, sâu quá, 4 thước mấy sâu dưới mà. Chiều con dâu bà nó đi dạy học, nó về cái nhập cho con dâu nó còn dưới 6 cái, vị trí là 120 cái. Thì bà bóc điện thoại, bà điện cho thầy lúc đó 6 giờ. Thầy mới bay vô thì tới nhà bà là 9 giờ, 9-10 giờ rồi đó. Bà mới chỉ, bà nói đó, công chuyện này vậy vậy đó. Bà thắp ba cây nhang đem đây. Bây giờ bà đốt ba cây nhang, thầy vô thầy cầm ba cây nhang, thầy đứng, thầy mới khấn, nếu quý vị nó còn 6 cái hài cốt nữa, thầy nói cho đúng nha. Cái ngày mai cái đội đó họ xuống họ lấy cốt, đừng có nói thêm bớt, gia đình người ta đang rắc rối lắm. Cái nào đang rắc rối lắm, mà nói cho đúng nha. Thầy nói xong, thầy nói, bà bắt điện thoại, bà điện cho mấy chú cái đội hốt cốt, rồi ngày mai xuống đây tôi ở lại. Thầy ở lại đó thì ngày mai cái độ đó xuống giờ 15 phút là 6 cái hài cốt nó đủ trăm 20 cây. Mà đặc biệt nghe quý vị, cái sọ nào cũng có cái dấu đạn bắn hết rồi. Cái sọ nào cũng có cái dấu đạn bắn hết, bằng cái ngón tay út. Như vậy là những người này hồi xưa là bị bắn rồi chôn tập thể, nhưng mà không biết ai. Thầy thì tôi cứ nghĩ là hồi năm Mậu Thân rồi đánh cái trận ở Hàng Xanh đó rồi chết, nhưng mà cái lúc đó chết thì đủ thành phần, cái tại sao lại ở dưới này cái sọ nào cũng có cái dấu đạn hết rồi. Nhưng mà Mậu Thân này bây giờ quần áo nó còn, mà cái này quần áo không có còn một hết, không còn gì hết, không có giày dép gì hết, chỉ có là xương sọ thôi. Thôi rồi bà mới kêu xe nó chở cát lắp tới, nó lắp lại làm đàng hoàng để xây cái nhà xong. Tới chừng xây xong rồi bà ra bà mời thầy vô làm lễ ăn vị Phật, rồi nói thôi bà ra cái ngã tư Hàng Xanh chùa Phước Duyên đó, mời mấy sư cô đó vô làm lễ cho, ở xa quá chế tôi đi nhiều chuyện quá, thôi êm mọi chuyện gì. Thì như vậy câu chuyện nó phải là 3 năm. Thì cái hôm đó chiều có một chiếc xe đi Long Hải về, xe tốc hành 10 người, thì mấy Phật tử mới ghé thăm thầy chơi. Thầy mới mời quý vị uống nước, thầy hỏi cho quý Phật tử Sài Gòn mà ở quận nào. Thì cái bà đó bà nói tụi con là ở ngã tư Phú Nhuận, đệ tử của thầy Nguyên Phẩm. Tôi nói thầy biết, thôi uống nước rồi chơi đi. Có cái bà đã đi vòng vòng bà không vô bà uống nước. Thầy nói ủa sao còn một vị đó sao không vô uống nước chơi với mấy chị em đi vòng vòng. Cái bà đi tới thầy bà quỳ xuống mà nói thưa thầy con ở Thị Nghè. Mấy bà này con này nó khùng, ở Thị Nghè đâu, mình ở Phú Nhuận Thị Nghè đâu. Thầy mới nói mấy bà đi chỗ khác đây, tôi hỏi Thị Nghè rồi có gì lát tôi kể cho quý vị nghe. Rồi Thị Nghè có gì
con là trưởng đoàn 120 hài cốt mà sư phụ lấy lên đó. Trưởng đoàn xin quy y. Đó, chừng nào nó rằm tháng giêng đó nó không được. Rằm tháng giêng thầy bận lắm, sáng thầy truyền giới chùa Hội Phước, chiều thầy truyền giới chùa Phước Lâm, tối thầy truyền giới chùa Phước Duyên. Không có thời giờ nữa, thôi đây lật lịch coi đây 19 tháng giêng chủ nhật, rồi 19 ra đây. Là ngày 19 họ ra, thì mấy bà Phật tử ở Phú Nhuận đó, và thầy cho cái bà chủ gia đình mà lấy 120 hài cốt đó ra, nhập vô cái người đó quy y. Quy y xong là thầy hỏi, quý vị ở đâu mà chết nhiều dữ vậy? Mà sao quần áo không còn mà cái sọ nào cũng có cái dấu đạn hết? Nó là tụi con là lính Bình Xuyên, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Diệm giết 54 chôn tập thể đó. Thì quy y hết đó. Rồi thôi nhà nó từ đó tới giờ thầy cũng không ghé nữa mà cũng không nói gì nữa hết. Em không mấy làm thinh chứ có gì không mắng vốn, đúng không? Không có gì hết. Thôi thôi. A Di Đà Phật. Giờ thầy kể chuyện chuyện vui quý vị nghe rồi nghỉ nha. Thiền sư Phật Quang mới đến nhà của cư sĩ đó nghỉ lại đêm. Thì nửa đêm đó ngài mới nghe có cái tiếng khóc ở xa xa đó. Ngài mới hỏi cư sĩ ơi, làm cái gì mà tôi nghe người ta khóc thê thảm vậy? Cư sĩ nói cái nhà đó có ông cha mới chết, họ khóc. Cha mẹ chết rồi con cái nó thương nó khóc. Thiền sư mới nói thôi ngủ đi, sáng rồi cư sĩ dẫn tôi tới tôi tụng kinh cầu siêu cho họ nha. Cư sĩ nói thôi, người ta có mời mình đến, ta không mời thì thôi, chứ mắc gì tự nhiên rồi tới. Thiền sư mới nói trời cầu siêu mà có gì đồng tới, không tới. Họ chết thì mình tới họ mừng còn chết. Mình tới cầu siêu thôi, rồi đi đi. Sáng hai thầy trò dẫn tới đó thì cái người con nó mừng lắm. Gia đình bối rối, tan gia bối rối, cũng muốn đi thỉnh các sư để cầu siêu mà chẳng may đang ngày đến. Thôi ngày ra ơn tế độ, ngày cầu siêu cho bố con được siêu sanh tịnh độ. Được cái chuyện đó, nhà tu làm cái chuyện đó bình thường, nhưng mà phải làm hợp đồng. Phải làm hợp đồng mới được. Hợp đồng là sao? Tụng một quyển kinh Di Đà vậy là 20 quán. Mà tụng 20 bộ như vậy là giảng sanh cực lạc. Làm hợp đồng đi. Ông con thôi bớt đi ngày quan tám thôi, bớt hai quan. Thiền sư mới thôi được vậy đấy, ghi hợp đồng quan tám. Tụng hết 20 quyển Di Đà rồi ông phục nguyện vãng sanh Đông Phương thế giới. Ông con nó bể hợp đồng rồi. Làm sao? Thì hợp đồng là vãng sanh Tây Phương, bây giờ tụng Đông Phương là sao? Đông Phương Tây Phương nó khác. Thì hai quan thì Tây Phương mà quan tám thì Đông Phương. Nè nè, tiền nào của đấy. Bây giờ ông con ông nghĩ như vậy là bố mình chưa có giảng sanh Tây Phương mà Đông Phương, rồi bây giờ hợp đồng lại là hai quan, ngày tụng xong ngày vãng, ngày phục nguyện là vãng sanh Tây Phương thế giới. Cái ông ở trong quan tài ông có cái thằng nghịch tử, rủ thằng con cái thằng nghịch tử chỉ có hai quan thôi mà kêu kiết hà tiện, phải bắt lão đi từ Đông Phương mà qua Tây Phương xa thôi là sao. Giờ mở cho ca hết nổi. Phải để nãy mình ca trước. Bây giờ ca ba câu thôi. Sáu câu rồi không nói gì. Nam bộ mà cái lương là đặc biệt. Năm 63 Hòa Thượng Quảng Đức Thiêu thì soạn giả Diễn Châu có soạn bài hát là Quả Tim Bất Diệt, Thanh Nga hát. Ai cũng khóc hết. Cái bữa nó tấn công chùa Xá Lợi đó, Thanh Nga hát cảm động. Cho nên thầy nhớ từ hồi 63 tới giờ không quên.
đi đâu cũng hát bài đó hết. Bây giờ hát ba câu đầu thôi nha. Cho rồi xong mệt quá. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, một khung tinh làm dân chúng thải thương tâm. Một nhà sư đã tự thiêu thân giữa đại lộ Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt. Qua lớp khói mờ bay trông thấy một nhà sư còn ngồi chắp tay niệm Phật, mà bao nhiêu người chứng kiến phải tuồn rời chàng chưa lệ muôn hàng. Vũ trụ ngừng quay khi ngọn lửa kinh hoàng, trời ơi da thịt nào không nứt nẻ, máu xương ngày nào không cháy rụi thành than. Khói xám tung bay mờ cả một khung trời, mắt nhìn nhau qua màn lệ rưng rưng khi chiếc áo nhà tu đã dần dần tan trong khói đỏ. Đại lộ đã mang tên hai nhà ái quốc, thì nay cũng có một nhà sư đã tự thiêu mình. Cái chết để bảo tồn Phật Pháp, há này đều sanh tử tồn vong. Nguyện cúng dường nhục thể tự thiêu thân, miễn Phật giáo được trường tồn vĩnh cửu. Đạo mất đi mới là điều trọng, hề còn xác thân này như cát bụi mà thôi. Ngồi dưới ánh nắng hồng gay gắt bao quanh, mấy trăm vị tăng ni còn ngồi tụng kinh niệm Phật. Tiếng râm râm như những giọt lệ ngân trào lên khóe mắt. Vị chân tu vẫn ngồi điềm nhiên bất động khi ngọn lửa hồng bao phủ toàn thân. Nam mô Tam Bảo Từ Tôn Tràng Phan, tiếp dẫn linh hồn siêu tăng. Xác thân dù đã tiêu tan, danh thơm còn ở thế gian muôn đời. Nhiều đó mệt vậy. A Di Đà Phật. Giờ tặng quý vị một bài thơ. Xuân Di Lặc, nay là mùa xuân. Năm đó thầy học ở ngoài Hải Đức, ở ngoài Nha Trang. Thì Tết năm đó thì nhà trường mới làm đặt sang xuân. Thì mỗi tân sinh viết bài thì nhiều cái đề mục kể chuyện có, sưu tầm có, làm thơ có, tùy bút có, truyện ngắn có, nhiều chuyện. Thì thầy làm bài thơ là được đăng trong cái đặc san của Phật Học Viện Hải Đức năm 72. Xuân Di Lặc tràn đầy hoan hỷ, hội long hoa khó tả niềm vui. Từ Tôn ngài hiện nụ cười, vừa hiền vừa đẹp, vừa tươi vừa hòa. Tết nguyên đáng trăm hoa đua nở, hội minh niên hớn hở không cùng. Trong khi vạn vật tưng bừng, thì ngài xuất hiện chân dung khác thường. Tay sách bị in tuồng hành khất, áo trật vai giống hệt như tiên. Lại thêm má núng đồng tiền, chung quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò. Người trông thấy buồn lo biến mất, quả thật là một bậc y vương.
Con nay xin nguyện cúng dường, noi theo hạnh xã coi thường lợi danh.